Là đầu tiên về đâu có nói đi bán cà phê giống đâu, chỉ là bưng bán bưng có bưng nước đá đầu cho khách thôi à. Rồi sau này về sanh thằng nhỏ này ra mới nói. Kính thưa cô chú anh chị với khán giả, trong câu chuyện của anh An, của Lụa và Mộng Cầm thì chưa có hồi kết nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị có nói với Hoàng Xanh đó là Mộng Cầm đã đi theo hàng Mặc Tử rồi. Nhưng mà thật ra nhà thơ hàng Mặc Tử là ở tận Quy Nhơn lắm chứ không phải là ở đây, không phải ở miền Tây. Cho nên thì Mộng Cầm không có gọi là thế nào mà về tìm kiếm hàng Mặc Tử, mà Mộng Cầm đi làm công việc của Mộng Cầm rồi. Thì anh An, bây giờ lúc đó là anh gặp Mộng Cầm á, trong cái một cái buổi chiều nào thoang thoảng gì anh có thể chia sẻ coi, hay là trong một cái buổi chiều nào đó anh cảm thấy nóng rát trong người, anh vô uống cà phê, nhâm nhi cà phê rồi gặp nàng thơ Mộng Cầm, bây giờ chia sẻ coi. Không, hỏi thiệt. Đâu có gặp ở ngoài đâu anh. Vậy là gặp ở đâu? Ở TikTok phải không? Trên TikTok. Có nghĩa là mình TikTok mình quay clip giống như là mình quay mình bán bắp phải không? Em ngồi em bán bắp vậy rồi. Nè, rồi tự follow rồi nhắn tin em mà em nói ủa ai trời. Ai rồi ta? Thì nhắn qua nhắn lại hoài vậy đó, rồi nói than không cha không mẹ vậy đó. Rồi thấy vậy thôi, thấy cũng đội cũng không có hỏi ý kiến của mẹ. Vậy hả? Đó. Thì thấy người than không cha không mẹ này nọ vậy đó, rồi thấy tội nghiệp không có chỗ sanh đẻ nữa. Mẹ tính đâu cho đâu. Vậy đó, hả? Ừ. Rồi nói thôi đi mẹ ơi, làm ơn đi, xây 5-7 cái chùa cũng vậy, làm phước người ta không có chỗ sanh đẻ. Bây giờ là hút mẹ lời con. Dạ, cũng có hỏi rồi mẹ thấy vậy thôi mẹ đó. Mẹ chịu phải chấp nhận thôi chứ sao giờ. Dạ. Mẹ thấy cái đó mình cũng làm một cái phước. Dạ. Nhưng mà cô Lụa nói là con cô ăn ốc đậu vỏ hả con? Ừ đúng rồi. Nhưng mà vỏ ốc giờ cũng làm thủ công mỹ nghệ được đó nha. Ừ. Giờ như vậy là sao giờ sao? Ăn ốc đậu vỏ. Đó, vỏ ốc nằm vỏ. Vỏ ốc nè, đó, vỏ ốc đó, nó đang bú sữa cô chú chị nó thấy ghét không? Đây nè. Ủa ngủ hả? Ờ cô chú chị thấy không? Thấy con của anh An á. À, bé Quyền này rất là dành tình thương rất là lớn. Thương em dữ. Chiều về nó ngủ với con, sáng nó chở Quyền đi học, chở đi nhà trẻ. Nó đi nơi khác nó ở con nhớ đúng không? Dạ nhớ. À, cưng quá à. Nếu mà cái tập phim này tầm khoảng mà 10 năm sau nó thấy là chắc nó sẽ xúc động. 10 năm sau là nó biết rồi đó anh em. Dạ. 10 năm sau là nó biết rồi đó. Dễ thương quá cô chú anh chị ơi. Vậy là hồi đó mình không có đi uống cà phê hả anh? Không, trời em có uống cà phê đâu anh. Rồi à, anh lúc đó nhưng mà lúc nào anh mới biết là Mộng Cầm bán cà phê giỏng vậy? Là đầu tiên về đâu có nói đi bán cà phê giống đâu, chỉ là bưng bán bưng có bưng nước đá đâu cho khách thôi à. Bưng nước đá nhưng à. Mà bưng nước đá là người ta uống trà đá hay sao? Bưng cà phê đâu á. À, bưng thôi, bưng dụng dạ, phải không? Dạ đúng rồi. Như là mình nhân viên phục vụ phải không? Dạ. Rồi sau này về sanh thằng nhỏ này ra mới nói. Vậy luôn hả? Dạ. Sanh nhỏ ra mới nói tâm sự là hồi trước em có làm nghề đó vậy đó. Rồi, rồi anh vô. Sao lúc đó cảm xúc mình sao khi mình phát nó hiện? Nó cũng hơi chán rồi thôi. Chán hả? Cũng thôi, cái những cái ký ức của người ta mà nhắc lại làm gì, người ta cũng đúng đã rồi. Thú thật với mình rồi. Đúng rồi. Rồi mình cũng nói. Nhưng mà cũng choáng. Dạ. Choáng nhưng mà thì mình bỏ qua. Cũng nói tâm sự mẹ cầm trước cái làm nghề đó nó vậy đó mẹ, rồi thì em cũng nói liền vậy đó. Người thấy thôi cái ký ức người ta mình nói làm chi, gọi đi đã mình chấp nhận rồi thì mình chịu. Đó, giờ đổ dạ. Được cục vỏ nè. cục vỏ cục cưng nè. Từ đổ cái đó cục vàng đó. Cục vàng không phải cái vỏ đâu. Cái này giờ ốc này ốc vỏ vàng á. Ốc vỏ vàng á. Đó. Cái này ốc vàng. Cô Lụa đó, cô chú chị thì mình nói thì nói cô chú chị ấy, cô Lụa thật sự tuy rằng là cái gì đó không biết nhưng mà Hoàng Xanh thấy gia đình cô Lụa cũng thương em bé, đó Hoàng Xanh thấy thật. Trời chăm ơi, lo các, rồi tắm rửa sạch sẽ các rồi. Các ca các cẩm luôn á. Tắm rửa sạch sẽ luôn nha, bé tới lúc nào cũng sạch sẽ hết trơn á nha, không có bỏ bê đâu. Tại vì nhờ có bé Quyền đó nè. Thương em, nó không có em á. Ăn rồi là con tắm liền á. Dạ. Ăn rồi con tắm. Bữa nay nó giữ hơi nhiều. Nó giữ từ sáng rồi. Quyền năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con 15. Xài kem chứ vậy, thấy trắng tươi vậy? Có xài kem trộn chưa? Không. Đừng có xài kem trộn nha. Lớn hết xài nha, xài sớm quá. Xài phấn baby á hả? Ờ phấn baby. Nó xài sớm quá con, mới 15 tuổi phải không? 15 tuổi đừng có yêu đương sớm nha. Cán mà học tập về sau này nuôi cha con nữa. Rồi anh An rồi lúc đó là coi như là mình quay top như là mình quay rồi mình đang có lòng nhạc vô không? Không anh cũng như là chỉ ngồi bán bắp thôi, là nhắn tin thôi à chứ không có nhưng quay. Nhưng mà anh có đăng gì không? Có đăng nhiều clip đó. Đăng nhiều clip anh là thường là clip gì? Nhạc chèn nhạc nhưng mà có hình gì không? Có hình đâu chóng á. Hình gì thường thường là quay hình gì? Hình của em thôi này nọ chứ. Có như là anh quay hình anh gì đó rồi anh đưa cái hình của những cái bài hát anh thích là anh hay đăng những cái bài nào thất tình nè. À? Bài buồn buồn không ạ? Vậy hả? Rồi dắt này sao nhớ nổi. Vậy luôn hả? Rồi dạ. Bắt đầu anh, rồi lúc đó anh thấy Mộng Cầm trên mạng là Mộng Cầm đang làm gì mà anh chat vậy? Ai nhắn tin cho ai trước? Mộng Cầm nhắn tin trước.
Vậy luôn hả? Dạ. Nhưng mà lên mạng anh có xài app không? Lúc đó sao phong độ đẹp trai hay sao Mộng Cầm mê chứ? Mặc dù ở ngoài cũng đẹp đó. Cái TikTok lúc nào nó cũng phải có cái app sẵn rồi. Vậy hả? Anh sao? Mặc dù ở ngoài anh cũng đẹp trai đó, nhưng mà vô trong đó là app hơn nữa nên đẹp hơn phải không? Thấy Trang lên app đẹp không Quyền? Đẹp trai phải không? Rồi Mộng Cầm nhắn tin. Dạ. Rồi lúc đó anh thời trước giờ có bao giờ có cô gái nào chủ động nhắn tin cho anh chưa? Nói chung thì TikTok á, trên TikTok á cũng có nhiều. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà bao nhiêu nàng rồi không gặp mà gặp Mộng Cầm. Gọi cái duyên nợ không biết làm sao. Lúc đó chắc thấy lúc đó dị luôn, có đau quá hả? Số đầu qua cái gì khổ lắm á. Dị luôn hả? Tiền Giang, Hậu Giang, Long An, Cà Mau về đây theo anh An. Ủa cái anh đào quá có lụa. Bởi vì số đào qua thì khổ đó. Nhiều khi á biết không, này mình nhiều sự lựa chọn nhưng mà mình chọn thế khi mình chọn thì chọn không đúng cô. Đâu cô lụa qua đây chia sẻ cô lụa là có nghĩa là hồi đó là sao cô biết mấy cô Tiền Giang, Long An, Hậu Giang có như hết các tỉnh miền Tây theo ảnh này không? Tại vì mấy đứa nó kết luận rồi, nó có điện nó cho cô thấy mặt á, nói chuyện với cô luôn á. Này chắc lên mạng gái gì lắm. Lên TikTok á. Này chắc gà ăn tan lắm nè. Rồi wow. Rồi đứa rồi nó điện nói chuyện với cô đồ. Ông Hoàng Xanh chia sẻ tất cả các chú anh chị nha. Cô Lụa nói anh ăn đào hoa thì Hoàng Xanh mới nói một người đào hoa không phải sướng đâu. Tại vì một người đào hoa là họ bị vướng dấp tình cảm của người ta từ kiếp trước. Đúng rồi. Cho nên khi bây giờ đào hoa lúc đó nhiều cô gái theo đuổi phải không? Chuyện này em đào hầm luôn rồi. Đào hầm luôn rồi. Chứ uống gì. Nhưng mà biết không, anh đào hoa thiệt nhưng mà tới khi anh chọn thật sự á, anh chọn không có được như ý muốn. Đúng rồi. Chứ không phải là mình đào hoa là mình những người ta không đào hoa mà chọn cái chân. Đúng rồi. Người ta không đào hoa, người ta chọn một cái là dính luôn, hạnh phúc luôn. Đó cho nên số đào hoa chưa bây giờ Hoàng Xanh thấy sướng có chú anh chị. Nó khổ, nó lận đận như chừng. Rồi sao bây giờ nhớ Mộng Cầm nhớ không? Thôi à, không nhớ. Bây giờ nè, bây giờ anh đang đưa con phải không? Rồi đưa con bình thường đi không sao. Bây giờ nè, bây giờ em muốn chia sẻ với anh thế này. Bây giờ có một cái anh kia, anh ở Vĩnh Châu. Yeah. Cái anh nói là bây giờ Xanh ơi, anh bây giờ là anh thấy con An không muốn nuôi rồi, mà Mộng Cầm thì với An không thuận rồi. Bây giờ thôi, bây giờ anh xuống đây em cho anh gặp Mộng Cầm đi, rồi anh gặp thằng Cà Rốt đi, rồi anh nuôi hai mẹ con luôn. Vậy thì bây giờ cái anh đó mà xuống đây mà có Mộng Cầm xuống đây nữa, rồi anh đó sẽ ẵm Cà Rốt đi, rồi anh đó sẽ chào tạm biệt anh đó. Ê, chào, cảm ơn bạn, chào bạn, mình rước Mộng Cầm về nè. Lúc đó cái cảm giác anh là có bực không hay là anh không, sao không anh? Có sao? Buồn là buồn có nhỏ thôi, chứ giờ Mộng Cầm giờ có đi hay là hoặc gì cũng em cũng đâu có buồn. Vậy hả? Dạ. Có nghĩa là ai rước đi là anh mừng rồi phải không? Dạ, nói chung là rước Mộng Cầm đi mừng, chứ thằng nhỏ là buồn nhỏ thôi. Vậy hả? Dạ, mến nhỏ. À. Chứ giờ Mộng Cầm mà ví dụ mà ai mà thương hay hoặc là lo cho nó hay hoặc là cho con cho thằng nhỏ em cũng mừng. Vậy hả? Dạ. Để sau này nó cuộc sống của nó khó khăn, nó không có được đi học này nọ nữa, nó thấy nó tội cho nó. Dạ sao cô? Chị Nhẫn nói là thằng này nuôi nó 1 năm, 2 năm, 3 năm về cho Mộng Cầm thăm, mà nhiều khi bả cho Mộng Cầm bắt đi cũng như không. Thì tại vì cô không có muốn chia rẽ tình mẹ con, cô suy nghĩ gì đó, cô thì không vậy có... đó cũng như không mà. Thì thôi bây giờ khi dự nó có rảnh thì nó bắt đi, chứ bây giờ nuôi rồi nửa chừng người nó cũng bắt mà. Thì bây giờ người ta bắt thì cứ kệ ra tình mẹ con mà con. Thì đó, thì con nói con nghe vậy đó. Dạ. Thì nó bắt chứ con đâu có cấm cản. Chứ giờ mình có như mình nuôi làm phước đi, có như cô nhàn cho mình nuôi á. Ha. Sao anh An thấy sao? Giờ khó xử quá hả? Khó xử không anh? Khó xử. Quá khó xử luôn. Em nói chung mà thì phải em có khả năng em cũng muốn nuôi, chứ phải giờ thì mẹ thì không muốn. Bây giờ để điện cho anh này coi, ảnh muốn rước Mộng mẹ con Mộng Cầm này để cho anh An, anh tính sao? Có một cái anh này nè, ở Vĩnh Châu, anh muốn rước cả Mộng Cầm luôn, muốn rước cả con bé đi luôn nè, cả mẹ lẫn con. Bây giờ cái kèo này coi như là sang hết mẹ con luôn á. Thử anh An anh có tiếng không nè. Nhiều khi người ta nói có không giữ mất đừng tìm thì sao? Mất Mộng Cầm có tìm lại không? Thôi không anh. Không hả? Bỏ luôn hả? Bỏ luôn. Tội có gì cái anh này anh muốn xin nè. Bây giờ để coi ảnh phản ứng sao. Rước cả mẹ lẫn con luôn. Mến là mến nhỏ thôi, chứ Mộng Cầm giờ gì còn đâu nữa để mến. Vậy luôn hả? Tiếc. Ừ.
Có nghĩa là không tiếc luôn phải không? Tiếc. Ví dụ anh nói lại, anh nói chào anh rồi nói thôi giờ cảm ơn bạn đã nhường cho mình. Nhưng mà anh thấy sao, anh khi rước đi anh mừng không? Bình thường. Bình rước, thường. Rước đi, không nha. Rước mộng cầm đi thì không nói, rước ngày thì em có hơi buồn thôi. Thì cà rốt đi hơi buồn ha. Dạ. Sợ mẹ nó không lo đàng hoàng. Nói chung thì cha dưỡng mà thương được thằng này thì hơn em thì em mừng. Dạ. Đừng quýnh đập nó mà mừng. Dạ. Kính thưa các chú chị, thì sở dĩ Hoàng Xanh điện đây nó có một cái chút là mang tính là hài hước một chút xíu thôi, chứ thật ra thì Hoàng Xanh biết là anh An á bây giờ anh thương cà rốt thôi chứ không phải là mộng cầm gì nữa, tại vì tình nghĩa đã hết rồi thì nước nó đã đổ đi rồi, không có hút lại được đâu phải không? Dạ, đúng rồi. Chứ lại cái sợi dây á, mà biết rằng là làm gì mình cũng hoan hỷ, nhưng mà cái sự hoan hỷ đó nó cũng phải cũng có cái cũng phải có cơ sở của nó, mà bây giờ cái câu chuyện này cũng hơi khó, cho nên thì mình buông xả cho nhau thôi. Còn tình yêu thì cái duyên cái nợ của mỗi người thì mình cũng không có thể nào mà gán ghép được đó. Thì Hoàng Xanh muốn chia sẻ thế này, giống như là ông anh ở Vĩnh Châu á, là anh mong muốn là rước cả mẹ lẫn con. Anh nói dành thời gian anh về anh rước, bây giờ anh đang bận anh chưa xuống được, mà giờ Xanh gọi điện ông em máy. Thì giống như anh hay là quý khán giả này nói ở mộng cầm vậy con vậy còn rước nữa, anh An đã vậy rồi, nhưng mà trong cuộc sống mà anh hiểu không, có nghĩa là mỗi người một cái suy nghĩ khác nhau. Yeah. Đó, giống như là cái cây này em nói là cây phát tài, nhưng mà người khác người ta nói là cái này là cái cây cỏ hay sao đó. Cho nên thì mỗi người sẽ một cái góc độ nhìn tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người thôi, vẫn là cái chậu này. Cho nên thì ví dụ mộng cầm như vậy, nhưng mà có người khác thương, đó là ý của mỗi người. Nếu mà có người khác thương thì tốt cho cầu cho mộng cầm hạnh phúc. Dạ. Cho nên thì Hoàng Xanh nói như vậy, mỗi vấn đề trong cuộc sống như vậy của chú chị, ví dụ của chú chị không thích người này nhưng mà người kia người ta thích rồi sao? Đúng đó rồi. Cho nên thì đó là cái chuyện bình thường trong xã hội, mình duyên nói này giải trí thôi. Duyên nợ của người ta mà. Duyên nợ của người ta mà anh trai này cũng gọi lại, nhưng mà thật ra Hoàng Xanh cũng không có phải là mai làm mối gì đâu, tại Hoàng Xanh hỏi anh An để mà cái sự hài hước cho ảnh thôi. Dạ. Đó thì bà Hoàng Xanh muốn gọi điện thử coi anh này có thiệt hay không, chứ mới không anh An nói Hoàng Xanh chọc anh. Mà thiệt đó, tại anh không nghe máy á. Duyên nợ của em với mộng cầm thì cho hết, thì giờ nó hết. Thì ai muốn có cái duyên nợ khác thì mới, thì ra hạnh phúc thì mình vậy mừng cho anh ta thôi. Dạ. Mà quan trọng là phải thương thằng này hơn nghe mới được. Vậy á hả? Ừ, vậy thì quá tốt luôn ha. Rồi bây giờ nó ngủ rồi. Nó ngủ rồi, bây giờ anh đang chuẩn bị đi bán phải không? Dạ. Rồi bây giờ anh đi bán này, chúc anh mua may bán đất nha. Dạ dạ. Và có chú chị, câu chuyện của cà rốt là con của mộng cầm, và anh An là từng là chồng của mộng cầm, bây giờ thì coi như là hai người không có duyên nợ nữa. Và bây giờ thì câu chuyện này còn dài lắm, tại vì mình chưa biết cà rốt là thuộc về tay ai đúng không, anh cũng chưa biết phải không? Dạ, là rồi. Có một cái điều ẩn số, chưa biết là cô Việt Kiều Mỹ, tại vì lúc đầu thì Xanh nghĩ là cô Việt Kiều Mỹ sẽ nhận và con cháu của cô sẽ rước về, nhưng mà bây giờ cái kịch bản lại khác, hoặc là và Xanh sẽ nghĩ là mộng cầm xuống rước liền, nhưng mà mộng cầm lại bận nữa, cho nên thì bây giờ để đưa video này lên, và cái câu chuyện còn rất là dài trong câu chuyện em bé này, thì cô chú chị yêu thương em bé này và muốn biết câu chuyện của mộng cầm, anh An, cô Lụa, nói những nhân vật coi như là phim dài tập luôn ha. Nhưng mà câu chuyện mỗi ngày Hoàng Xanh, tuy rằng Hoàng Xanh tới quay mà và mỗi ngày nó chuyển biến rất là khác, thành ra Hoàng Xanh phải gắng cập nhật đó. Có chú chị gắng xem kênh Hoàng Xanh nha. Rồi anh An đi bán bắp đi, chúc anh bán đất nha, lát em mua ủng hộ cho. Đó có chú chị, cà rốt rất là dễ thương nè, nói chung là thấy gia đình anh nó nuôi bé là cho ăn ngủ rồi đầy đủ gì là mừng lắm. Cô Lụa ơi, quá trời dễ thương cô Lụa ơi. Đó, cà rốt của chú chị thương em hả? Thương em lắm không? Thương em dữ không? Để chú Hoàng Xanh gắng biết ra. Mỗi ngày sau con giữ em mệt không? Dạ không. Không hả? Quen. Thương nó ha. Dạ. Chú thấy cũng giống con quá à. Cháu cưng, cháu nội đích tôn của cô Lụa chắc luôn á. Con rồi kiếp nào có anh An á. Bắp hả? Thôi lát em mua chứ không có nhận. Không có nhận, Hoàng Xanh đi quay từ thiện trước giờ chứ không có nhận quà của những hoàn cảnh. Không có nhận cà phê, cà pháo, tiền bạc hết trơn á. Không có nhận bất cứ cà phê, bắp, rồi dừa hay là cóc ổi, xoài mận gì hết. Quay dùng thôi, sao? Dạ. Quỳnh nấu bắp rồi cực không con? Dạ cũng cực. Gán nói chung là con có duyên với cà rốt bao lâu thì chú cũng thấy là con cũng biết giữ cho nó, biết dành tình thương, biết lo cho nó, là con làm những cái điều ý nghĩa đó, lớn lên cũng gán làm điều thiện, điều tốt ha. Dạ. Thấy nó rất là quý con luôn. Mà chú mi mong nha, chú mong là con với nó là trong cái cuộc sống này sẽ là gặp lại chị em. Yeah. Gặp lại chị em có cái sự tái ngộ tương phùng. Yeah. Có duyên rồi thì mình có duyên có nợ tương phùng, cho nên chúng muốn nói là cái chuyện người lớn thì để người lớn họ giải quyết, còn con thì nhỏ mà. Yeah. Thôi con để đi, con nhiều khi con gặp cô cầm con cũng chào bình thường thấy không đó, không có sao cả. Vậy là cô Lụa là bắp đó cô đem đi đâu cho con hả? Ừ. Trời ơi, con không nhận đâu, con mua ủng hộ thì được, con mua ủng hộ nha.
chú sẽ mua ủng hộ để có tiền mua sữa cho cà rốt. Rồi con chăm em nha. Anh An ơi, chúc anh bán đắt anh An nha. Chúc anh bán đắt. Sau clip này thì em nghĩ Mộng Cầm sẽ gặp lại anh sớm nhất. Mộng Cầm sẽ liên hệ sớm nhất của chú chị. Để mà coi như là anh An ảnh rất là băn khoăn, mong muốn là tới giải quyết cấp tốc. Để mà có thể anh có cái hướng, nếu mà cho cô Nhàn thì cô Nhàn sẽ hỗ trợ kinh tế cho anh An ảnh nuôi. Mà nếu mà không cho thì Mộng Cầm đem về nuôi thì cũng có điều rất là tốt. Cho nên thì Hoàng Xanh mong muốn như vậy. Đây con gửi cho cà rốt tờ này đi cho mua sữa. Đây giữ đi, mua sữa cho cà rốt nha, nói chú Hoàng Xanh cho. Rồi mua cà rốt cho cà rốt đó cô ơi, không sao đâu, con coi như con thương bé đó. Thì cô chú chị ấy, thì cuộc sống mà mình cứ cho đi rồi mình sẽ nhận lại cuộc sống rất là nhiều điều tích cực. Và cô chú chị yêu mến Hoàng Xanh thì hãy yêu thương Hoàng Xanh và đăng ký kênh Hoàng Xanh. Thì trong cái cuộc sống này thì những cái điều gì tích cực cho xã hội thì mình cứ đón nhận, và những cái điều gì tiêu cực thì mình gạt bỏ. Tại cuộc sống mà lúc nào nó cũng có, trong một cái cốc nước nó còn có những cái cặn bã với có phần sạch mình phải lọc ra, đó thì nó mới sạch được. Mình cứ dạt ra đó, cho nên mình chào đón những cái gì tích cực hen. Chúc cho Cú Lụa thật nhiều sức khỏe, nhiều điều hạnh phúc, và mong muốn Mộng Cầm sẽ quay lại rồi mình giải quyết một cách ôn hòa hen. Và nếu mà Mộng Cầm làm thế nào đi chăng nữa thì mình cũng cư xử cho Hòa Nhã cái chuyện gì qua cho nó qua. Dạ. Cô vừa nói về về chứ dạ. Không có nói chứ. Dạ rồi. Bây giờ thì kính thưa các chú chị biết khán giả đang xem kênh Hoàng Xanh, bây giờ thì Hoàng Xanh cũng xin được phép chào tạm biệt tất cả các chú chị. Hoàng Xanh hẹn gặp lại tất cả các chú chị video tiếp theo của Hoàng Xanh. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà. Em xin đính chính lại là nhà thuốc em chỉ có 3 số điện thoại chính chủ thôi, là số điện thoại là 0364 542 979, 0328 717109 và 0346 007 565. Thì nhà thuốc em chỉ có 3 số điện thoại chính chủ thôi. Và số điện thoại của chú chị liên hệ trực tiếp là gặp chị Diệu Thảo nè, con chị Diệu Thảo rồi Mai nè. Còn những bà con mà khó khăn á, đừng có e ngại gì hết, cứ gọi trực tiếp đi. Bên nhà thuốc em hỗ trợ tất cả những bà con khó khăn. Còn những bà con nào mà có điều kiện kinh phí thì em mới lấy tiền để giúp hỗ trợ em còn duy trì cái nhà thuốc nữa. Dạ. Với lại em cũng mong được là những người mà sử dụng hình ảnh video trang cá nhân của nhà thuốc Tiên Hoa Sơn Diệu Thảo xem được clip này thì mong đừng có mua sử dụng giả. Và đừng có làm như vậy nữa. Thứ đầu tiên là cái vấn đề quan trọng nhất là ảnh hưởng tới bà con cô bác sử dụng thuốc giả, ảnh hưởng tới sức khỏe trực tiếp của người tiêu dùng. Thứ hai nữa là ảnh hưởng tới uy tín của anh Hàng Xanh cũng như là uy tín của nhà thuốc Tiên Hoa Sơn Diệu Thảo. Dạ. Đúng rồi. Thì cảm ơn bà con quý khán giả rất là nhiều. Và yêu mến Hoàng Xanh nhớ bấm like cho Hoàng Xanh. Và mua thuốc thì liên hệ với chị Diệu Thảo và được Như Mai sẽ tư vấn nhiệt tình. Bây giờ thì chị Diệu Thảo, Hoàng Xanh, Như Mai sẽ chào tạm biệt tất cả các chú chị. Vâng, chào cả nhà nha.